hàng mới làm xong các bác ạ. Và đây là một mẫu lưới đúc cao cấp nhất của bên xưởng đơn vị em Thảo. Mẫu lưới này thì hôm nay em đang đưa tới các bác dòng lưới đúc đuôi xanh đen. Mẫu lưới này thì thực sự là đơn vị em đang không đủ để cung cấp tới các bác nhà mình. Thì em cũng rất ít đăng tải bởi vì cứ làm ra bao nhiêu là em đã gửi tới các bác hết rồi. Đây là phần đuôi này các bác này. Về phần lưới này nhà em thì khung của nó sẽ là khung 30. Khung 30 này. Đấy, và cách nhau thì cách nhau 27, cao thì là cao 22. À, với cái mẫu lưới này thì em đang đưa từ các bác là loại trên 4 cân. Và với chiều dài của nó thì sẽ là 9 mét. Em làm một kích thước như thế này thôi. Đấy và đây là những cái mẫu độc nhất của bên xưởng uh, em nhé. Còn một mẫu lưới đúc nữa các bác ạ. Đây là mẫu cao cấp nhất này. Còn đây là một cái mẫu giá của nó thấp hơn. Nhưng mà được các bác thì mình sử dụng khá là nhiều. Rất nhiều đấy các bác ạ. Ở bên xưởng em thì uh, quay vào đằng trong này chủ yếu để cho các bác nhà mình được xem. Về lưới thì uh, nhà em sẽ có lồng cua, lồng tôm, lồng đánh cá lóc và tất cả các loại luôn. Để bác nào mình yêu quý kênh mà đang muốn tham khảo những cái mẫu lưới đặt của bên xưởng em. Các bác nhớ đăng ký đăng ký kênh của em Thảo nhé, để lựa chọn nhé. Đây ạ, đây là cái mẫu lưới đúc xanh lơ. Cái này cũng là khung 30 này các bác này. Tổng chiều dài của nó sẽ là 9 mét. Và nhà em với cái khung sắt thì em bao cứng cho các bác nhé. Cứng này, các bác nhìn mình cứ ấn này. Ấn thoải mái luôn, không bao giờ lún được. Đấy là khung sắt của bên em. Bao chất lượng với các bác nhé. Và các bác nhà mình lưu ý là em đang gửi từ các bác là cái mắt lưới là mắt lưới 7 ly các bác ạ. Đầu 5 ly và giữa thì là 7 ly. Cái này thì sẽ gọi là lưới đúc đầu xanh lơ. Và đây là lưới đúc màu đuôi màu xanh đen. Đây các bác này, đuôi màu xanh đen nhé hai loại thì khác nhau. Đấy, còn về một cái dòng lưới nữa mà hiện tại thì em đang gửi cho các bác là cái số lượng lớn dành cho các bác này mình đi đánh tôm, đánh tép, đánh cá nhỏ. Đấy bây giờ thì mình sẽ quay rác vào phần bên trong này để cho các bác nhà mình được xem. À, em sẽ đưa tới các bác là nhiều mẫu lồng tôm, lồng tôm, lồng cá lóc mà đang trong thời điểm các bác miền Nam là uh, sử dụng nhiều nhất. Bên xưởng lưới đơn vị em Thảo thì sẽ có đủ các loại luôn Đấy các bác nhà mình yêu cầu loại là em có loại đấy Và với những bao lưới nguyên đai nguyên kiện này mà các bác nhà mình sử dụng Cứ một bao một là 10 cái các bác ạ à. Một bao là 10 cái đấy. Có bao ví dụ bao lưới đen thì nó chỉ được 7 cái thôi Dòng này thì em sẽ có đủ các loại khung nhé Đây là loại chín khung chín khung là mẫu các bác sử dụng nhiều Còn thường thì các bác sẽ sử dụng loại 10, 15 khung 15, 19, 21 và 24, 29. Và với cái chất lưới này thì em bao chất lượng với các bác là chắc chắn là các bác chỉ tìm đến xưởng em thôi. Đây là một mẫu lưới loại 1 và may thủ công do chính bên em làm ra và gửi tận tay các bác luôn. Cái này nó sẽ là 7 m. À, 29 khung dài 7 m nhé các bác nhé. 29 khung khung của nó là khung 30 và cách nhau 20 và cao 20, khung thép cứng. Và với chất lưới thì dày, bao với các bác là dày. Và đặc biệt một cái nữa là không nhão, không sủ Sẽ có từ 15 khung để các bác nhà mình được lựa chọn nhé Và lưới đặt thì nó sẽ khác những cái dòng lưới bình thường đấy các bác ạ Đấy còn đây là em quay về bên này Đây là những cái mẫu lồng cá lóc mà được các bác trong miền Nam sử dụng rất nhiều Lồng cá lóc, lồng cua, lồng tôm Đấy, đây là cái lồng 30, 60 Kích thước này thì trong miền Nam các bác sử dụng quá là nhiều luôn này 30, 60 về cái phần lồng thì các bác nhà mình cứ phải lưu ý là phải mua lồng cứng như này thì mới là thép đẹp nhé. Nhà em tất cả các loại lồng thì em đều làm bằng thép cứng như này để các bác nhà mình sử dụng cho nó bền. Về phần mắt để mắt một phân rưỡi và mẫu phổ thông đi đánh cá lóc thì các bác nhà mình phải dùng mẫu này. Đấy còn các bác mình muốn mua to hơn là 40, 80 hay là 50 trên 1 mét 1 hay là 50, 90 thì em sẽ đều có hết nhé. Đây ạ. Cái này là mắt một phân rưỡi này. Đây là lòng 40, 80. Thì với những cái lồng này thì giá cũng chỉ mấy chục ngàn một cái thôi. Ở tất cả thì các bác nhà mình đặt ở đường nước như thế này thì cá nó sẽ vào cả hai đầu, đầu ngược và đầu xuôi. Bác nào đã xem em đi đánh rồi các bác biết rồi đấy, rất nhiều video em đi đánh. Và chất lưới thì bao với các bác là loại lưới loại một luôn nhá, siêu dai. Đấy. Và với những cái dòng lưới này thì nhà em còn có những loại đặc biệt hơn. Đấy các bác nhìn này 40 80 cũng cứng như này. Đây ạ, đây là những cái mẫu đặc biệt này. Đây là dòng lưới xanh em đã không có kéo thêm cắt cho các bác xem. Đấy, bác nào mà muốn mua loại đặc biệt thì các bác thì mình sử dụng loại này nhé loại này thì nó đặc biệt lắm nhưng mà nó nó hơi đắt thật là nó hơi đắt nó hơi đắt và cái này là nó chỉ có một kích thước 30 60 thôi cái này chỉ có một kích thước 30 60 thôi cái này thì lưới nó dày không sắt to Đấy. bác nào mà mua xỉ lẻ thì cứ liên hệ trực tiếp tới bên sửa em nhé đây là loại lưới đặc biệt này cái lưới này to đùng luôn cái lưới này các bác sử dụng muôn thủa luôn cũng đánh cá lóc này, đánh cá chê, cá chấm, đánh cua, đánh các loại luôn, 30 60. Đấy và mẫu lồng uh, tôm. Đây là lồng tôm kim cương này. Đấy, các bác nhìn kho lưới nhà em thì sẽ đa dạng đủ các loại luôn nhé loại nào em có. À, và bên xưởng em thì nó thật với các bác là một xưởng uy tín rồi. À, bác nào mà đã mua nhà em một lần thì em tin chắc là lần sau các bác sẽ lại tìm tới em. Bởi vì em đã gửi rất nhiều trên mọi miền Tổ quốc, giao xỉ, giao lẻ với cái giá thì các bác nhà mình sẽ mua được tại xưởng luôn. Đây ạ, à, quê năm nay không bỏ lồng bao hoặc lồng lươn nữa, cho các bác xem đó lồng lươn, lồng hộp nhựa đấy ạ. À. Đấy thì uh, riêng cái lồng này thì cái xương của nó sẽ phải mềm hơn nhé, bởi vì cái chất lưới của nó quá to, lưới của nó dày. Đây là mắt lưới kim cương để dành cho các bác nhà mình đi đánh tôm. Đấy cái này thì nó khuy nga, giá cũng mấy chục nghìn thôi. Thì uh, ví dụ như là lồng cá lóc thì em sẽ có từ 40.000 đồng trở lên. Đấy các bác nhà mình lựa chọn loại nào thì cứ vào zalo của em. Còn về mẫu lòng cua truyền thống đâu em sẽ lấy mẫu lòng cua cứ đứng đây. Em sẽ lấy mẫu lòng cua nhá. Lòng cua thì phải gọi với các bác là nhà em thì là chùm rồi. Em cung cấp trên 63 tỉnh thành của đất nước luôn. Đây ạ. Đây. Các bác ơi, lòng cua. Lòng này nhà em cung cấp tới các bác về một cái khung cứng, một cái dòng thép chống dỉ lưới to và với cái lồng cua này là lồng cua uhm... các bác thì mình có thể đi đánh ghẹ biển này đánh cua biển này và lồng này là em đang đưa tới các bác lồng một nhé em sẽ có lồng hai khuy là lồng to hơn thì giá em đang đưa tới các bác là 50.000 cái lồng một khuy này đấy và đây là một cái lồng các bác có thể đánh ghẹ biển ngoài ra nhà em còn có lồng lươn hom lươn và tất cả các loại liên quan tới đồ đi bẫy khi các bác nhà mình mà xem được cái video này mà đang quan tâm tới dụng cụ đồ lồng lưới đồ đi bẫy các bác hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để trên màn hình video và nhớ cho em thảo sim một like nhấn vào chuông và nhấn ngay vào đăng ký kênh để em sẽ đưa tới các bác thật nhiều những cái sản phẩm hay nhá cảm ơn các bác đã theo dõi video nhớ gọi điện trực tiếp tới em qua đầu số điện thoại trên màn hình các bác nhá chào và hẹn gặp lại các bác ạ